Giải cứu vải các bạn ơi. Các bạn nhìn xem này. Mình hôm nay đây là cây vải của nhà mình nhé. Mình bứt được một rổ này, nghĩa là mình vặt luôn. Mình bắt kéo mình cắt luôn như thế này. Thế mà các bạn thấy đấy, mùa vải của chúng ta từ vải sớm cho đến vải muộn là nó chỉ có trong vòng khoảng độ hơn một tháng thôi. Đấy. Thế mà nếu như các bạn mà khẩu vị thích ăn vải này mà các bạn không biết cách bảo quản thì chỉ có giờ hơn một tháng rồi thôi là mình sẽ không còn vải để ăn nữa. Nhưng mà các bạn để cứ để thế này thì lại không được bao lâu. Thế hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao bảo quản vải để có những lúc mà hết mùa rồi là mình vẫn có thể có vải để ăn nhé. Mà vải tươi, vải ngon luôn đấy các bạn. Đó, bây giờ rổ vải của mình như thế này, mình đã cắt cuống như thế này rồi để không làm mất thời gian của các bạn. Thì mình cắt cái cuống mình không để quá dài các bạn nhé. Nếu các bạn để dài mà các bạn cho nó vào thì cái vỏ của cái quả vải này nó rất là mỏng. Xong khi chúng ta buộc chúng ta ép vào là nó cái cuống nó sẽ chọc vào. Quả nọ quả kia nó sẽ bị sứt sát và sẽ nhanh thối. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chậu nước như thế này. Và các bạn hãy cho mình một ít muối biển, muối hạt nhé. Đó, các bạn hòa tan cho mình. Thế xong vải các bạn hãy cho vào cho mình. Bốc vào đây. Các bạn hãy cho vải vào, các bạn ngâm cho mình khoảng 15 phút nhé các bạn. Rồi các bạn, mình pha cho ít muối vào cái nước này và các bạn hãy ngâm cho mình từ 15 đến 20 phút vào nước muối loãng nhé các bạn. Đủ 15-20 phút thì các bạn hãy vớt ra để ráo nước cho mình nhé. Đó các bạn, khi vải mình đã ngâm đủ 15 đến 20 phút trong nước muối rồi nhé, mình vớt ra mình để ráo vỏ các bạn ạ. Xong bắt đầu mình hãy, các bạn hãy lót giấy vào đây cho mình, lót giấy vào trong túi bóng cho mình nhé. Và các bạn cho vải vào cho mình nhé. Tùy theo các bạn ăn nhiều một bữa thì các bạn cho vào túi to nhé, mà ăn ít một bữa thì các bạn cho vào túi nhỏ. Các bạn cứ cho từng bữa một cho mình nhé, mỗi bữa một túi các bạn ạ. Các bạn hãy bọc kín cho mình, cho kín cái giấy này vào, xong các bạn lại buộc một cái túi bóng bên ngoài nữa để làm sao để cho nó đỡ bị cái không khí nó vào đây ấy. Làm theo cách này thì bây giờ các bạn buộc vào cho mình. Làm theo cách này thì các bạn có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh như nhé các bạn. Thế các bạn có thể bảo quản được trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng. 2 tháng. Khi các bạn bỏ ra ăn thì cái vải nó vẫn tươi như thường. Đó. Đó các bạn. Các bạn làm như thế này cho mình. Và các bạn cứ đóng túi như thế này. Mỗi bữa các bạn ăn nhiều thì các bạn đóng nhiều, ăn ít thì các bạn đóng ít, cứ mỗi túi một bữa nha các bạn. Đó. Và một cách nữa các bạn nhé. Các bạn hãy bóc lột vỏ nó ra và các bạn xếp vào trong các cái hộp, cái âu mà có lắp. Xong này các bạn cho vào ngăn đá cho mình nhé. Cái cách này á, nếu khi nào các bạn muốn ăn thì các bạn bỏ ra để các bạn giã đông, thì các bạn có thể để cả năm rời luôn các bạn ạ. Ăn cái chất lượng vải tươi nó cũng gần như được khoảng độ 85-90%. Đó các bạn, các bạn nhìn xem mình bóc chết lưng một rổ vỏ vải mà chỉ được hai cái hộp nho nhỏ như thế này thôi. Đó. Bây giờ mình bóc được như thế này thì vừa đỡ tốn diện tích mà mình có thể cho vào trong ngăn đá để mình bảo quản nha các bạn. Bây giờ mình đóng cái lắp nó vào.
hai cái hộp rất nho nhỏ, xinh xinh, mà mình đựng phải được tầm 3 cân vải, 3kg vải các bạn ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh như này đó. Nếu như các bạn cho cả cái rổ này vào thì nó chiếm rất là nhiều diện tích. Cái vỏ này chiếm rất là nhiều diện tích, mà đến cái tủ lạnh của mình thì 100.000 thứ đấy các bạn, đâu có phải là một thứ hai thứ đâu. Nên nếu các bạn chịu khó bóc được như thế này, các bạn hãy để vào ngăn đá thì các bạn để được từ năm nọ sang năm kia không sao hết các bạn ạ. Khi nào các bạn ăn thì các bạn bỏ ra giã đông ra là các bạn có thể thưởng thức được ngay. À, bây giờ cái này mình để lên ngăn đá nha các bạn. Còn những cái gói mà mình gói cả quả mà mình bọc giấy báo á thì mình cho vào ngăn mát. Đấy, hoặc là mình cho lên ngăn đá cũng được, nhưng mà nó chiếm diện tích rất là nhiều các bạn ạ. Đó. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì mong các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết, và các bạn hãy làm theo nhé. Rất hiệu quả các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.